Trên tay mình đây là bản iOS 14 beta 3 dành cho các nhà phát triển. À, let's go! Vậy là sau 2 tuần từ khi bản beta 2 đã được ra mắt thì Apple đã cho ra bản beta 3 cho iOS 14 dành cho các nhà phát triển. Ở bản cập nhật này thì Apple đã sửa lỗi và thêm những tính năng mới cho iOS 14. Và bây giờ mình sẽ điểm qua những điểm nổi bật có trên iOS 14 beta 3. Trước hết chúng ta cùng xem mã view của iOS 14 beta 3 trước. Mã view của chúng ta là 18A532F. Bản này thì có những thay đổi nhẹ và những nâng cấp nhỏ cho iOS 14. Và có thể thấy là Modern Firmware có sự thay đổi nhẹ. Nếu mà các bạn có bị lỗi gì về mạng Internet 4G thì có thể bản này sẽ được sửa chữa cho các bạn. Điểm mới đầu tiên đó chính là những pop-up xuất hiện lên khi lần đầu tiên bạn truy cập vào. Ví dụ như vào App Library, nó sẽ giới thiệu cho các bạn chào mừng các bạn đến với App Library, thì để nói chung là gọi là hướng dẫn. Tương tự với khi mà bạn vào chế độ gọi là điều chỉnh các app hay là điều chỉnh home screen thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như thế nào, ví dụ như là ẩn trang đi rồi hay là di cách di chuyển này nọ, và cả widget cũng vậy. Widget cũng có một bản giới thiệu. Pop-up này nó sẽ xuất hiện để các bạn dễ hiểu hơn và có thể theo nhanh chóng hơn. Thay đổi kế tiếp đó chính là về widget. Thì ở đây chúng ta có một widget mới, đó chính là widget đồng hồ. Giờ mình sẽ vào widget đồng hồ. Đây là widget đồng hồ. Và nó cũng có 3 size. Size vuông con cho một đồng hồ, và size vuông này cho 4 đồng hồ, và size lớn thể hiện chi tiết hơn. Mình sẽ chọn size này. Đó. Đây, điểm đặc biệt của size này thì nó sẽ hiện được các nơi trên thế giới ở ngay giữa khoảng từ số 11 đến số 1. Ví dụ như trên này là ở California, Cupertino là 7 giờ tối. Rồi bên này Tokyo bây giờ là 11 giờ. Hoặc là bên Sydney bây giờ là 12 giờ. Thì cả màu trắng đen này là thể hiện bên đó đang trời sáng hoặc là đang trời tối. Rất là tiện cho những bạn mà hay đi du lịch á, thì sẽ có cái đồng hồ này sẽ rất là tiện. Điểm mới tiếp theo đó chính là về App Music. Như các bạn thấy, App Music có một icon mới. Cái icon này là mình nhớ hồi iOS 7, iOS 8. Nhưng mà nếu mà so ra thì cái này, cái gradient á, thì là màu đỏ trắng. Hồi iOS 7, iOS 8 là có gradient đỏ với lại một tí vàng trong đó. Và trong App Music này, Apple đã cho thêm những icon như thế này. Trước đây là không có luôn. Ok, điểm mới tiếp theo cũng về liên quan tới widget, đó là Smart Tag. Thì Smart Tag đã có một cái size mới. Đây, mình sẽ vô và Smart Tag. Và Smart Tag đã có size khổng lồ luôn, là 44. Trước đây chỉ có size 24 thôi, và bây giờ đã có size 44 để thể hiện nhiều thông tin hơn. Điểm mới tiếp theo có trên iOS 14 đó chính là Memoji. Như các bạn thấy là Memoji khẩu trang như thế này đã thay đổi nhẹ. Cái bản beta 2 á, thì là cái khẩu trang nó chưa được làm rõ, ví dụ như nó không có mấy cái đường lằn như thế này, làm trông nó không có thật. Và bây giờ là đã có emoji khẩu trang nhưng mà nó làm chi tiết hơn, nó làm rõ hơn nhiều. Điểm mới kế tiếp là dành cho những bạn đã update lên watchOS 7. Thì đây, bây giờ mình vô app watch của mình, và nếu các bạn kéo xuống ngay cái phần hand washing thì có chế độ là hand washing reminder, đó chính là nhắc nhở các bạn rửa tay mỗi khi các bạn về tới nhà một vài phút. Thì nếu mà các bạn chưa rửa tay thì Apple Watch sẽ nhắc nhở bạn đi rửa tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn.
Đây cũng là tính năng khá là hay và rất là bổ ích, nên là mình ủng hộ điều đó. Ok, bây giờ mình sẽ chạy điểm Geekbench của iOS 14 Beta 3 xem có cải thiện về hiệu năng hay là có chênh lệch gì không nhé. Tất nhiên mình sẽ tua khúc này cho các bạn để các bạn đỡ tốn thời gian. Ok, điểm của chúng ta đã ra rồi. Điểm đơn nhân của chúng ta là 1333 và đa nhân là 3370. Giờ xem trước đây như thế nào nha. Lần cuối mình kiểm tra, là đây. Ok, vậy là có cải thiện về hiệu năng. Đây là của, cái này là vừa mới hôm nay, còn cái này là của 2 tuần trước. Điểm đơn nhân tăng 1 điểm, còn đa nhân tăng nhiều hơn tí. Chứng tỏ bản beta này thì có cải thiện hiệu năng nhiều. Nếu các bạn chơi game thì nó sẽ mượt hơn. Hoặc là các bạn có thể thấy là đi xung quanh các hệ thống, nó rất là mượt mà hơn so với bản beta 2. Và đó là những điểm nổi bật có trên iOS 14 Beta 3. Các bạn thích tính năng nào nữa hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên hãy subscribe và share và like kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất. Và bây giờ chào tạm biệt các bạn.